Review bác bảo vệ nhá. Đấy. iPhone 15 nhá. Review chiếc bảo vệ đi làm xài iPhone 15 Pro Max. Thu 200 củ mỗi tháng. Thanh niên khiến cộng đồng mạng sốc ngang vì quá xịn. Cộng đồng mạng mới đây đã được dịp rửa mắt với màn flexing đầy tinh tế của một bác bảo vệ. Nhìn trang phục có tí sờn cũ nhạt màu, nhưng điện thoại bác dùng lại là iPhone 15 Pro Max. Và khi được hỏi về gia cảnh, thì bác liền phán một câu chứng tỏ độ ngầu của mình. Khéo bao giờ sông cạn nước nhà bác cạn tiền nhỉ? Hả? Mỗi tháng 200 triệu tiền cho ngân hàng với nhà. Ủa rồi. Tiêu bao giờ hết được, mẹ nó chết nhau hết. Cũng là bảo vệ, nhưng bảo vệ chính khu đất nhà mình, rồi cho ngân hàng thuê. Người thì sợ kiếm tiền không đủ tiêu, nhưng riêng bác lại đau đầu vì không biết xài sao cho hết. Úi dồi ôi! Bác chỉ đi làm cho vui thôi, nhà bác giàu ở trình đúng không? Nỗi khổ của người giàu thật khác biệt, nhưng lại làm nhiều người chỉ biết ước. Nhìn quả tất xanh của bác uy tín thế kia, khiến dân tình đồn đoán. Thật ra bác ấy chính là lính triều đình về hưu nên mới kết xù đến vậy. 15 Pro Max nhá. 256 GB. Đi làm là để cho vui, chứ bàn về độ giàu thì bác không hề kém cạnh ai đâu nha. Cõi mạng sau khi xem video chỉ thả nhẹ vài dòng bình luận kiểu bác đi làm vì đam mê thôi. Mua 15 Pro Max về nghe nhạc xin MP3 không đùa được đâu. Đúng. Cao nhân. Cho ngân hàng thuê đất xong, vô ngân hàng làm bảo vệ luôn. Ai dám sa thải? Bác bảo vệ chắc sư trưởng hay phó tư lệnh về hưu đúng không? Còn đây là màn những người thân cực kỳ xúc động. Cảm ơn bạn đã tìm ra bác. Đây chính là người bố vợ thất lạc của tôi 30 năm. Ôi, ông bố thất lạc đây rồi. Còn bạn, bạn nghĩ gì sau khi xem video? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.